các con nhé. Hôm nay lên số cho các con một con chim mi chuyền nhé. Con rất là bài bản luôn nhé các bạn nhé. Đôi mặt rất là đẹp luôn. Chim này mà thêm phong bộ lông này là một con chim đẳng cấp nhé. Đôi mắt rất là đẹp nhé. Thank you.